Xin chào tất cả các bạn, cô là Phạm Thảo, cô là giáo viên của trung tâm quản lý Hikado và trong clip hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách làm bài kiểm tra HSK1. Thì đầu tiên là các bạn sẽ lấy link của bài kiểm tra HSK1 ở phía bên dưới. Sau khi mà ấn vào link thì chúng ta sẽ ra một cái bài kiểm tra HSK1 ở trên Google Form như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ, các bạn nhìn thấy có phần email này, họ tên thí sinh và số điện thoại, thì chúng mình sẽ điền thông tin của mình vào đây ha. Cộng@gmail.com, mình nhìn mail ha. Rồi, tên của mình là Phạm Thảo. Tiếp theo các bạn đến số điện thoại 0912 này, điền thông tin của mình và sau đó ấn vào nút tiếp. Và thời gian làm bài thì khi mà chúng mình ấn vào nút này thì nó sẽ tự lưu thời gian làm bài của mình ha. Và cô xin giới thiệu một chút về đề thi HSK1. HSK1 bài thi của chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là phần nghe 20 câu và chúng ta sẽ làm trong 15 phút. Tiếp theo là phần đọc hiểu cũng có 20 câu và chúng mình sẽ làm trong 17 phút. Còn sau khi nghe xong thì chúng mình sẽ có thêm 5 phút để điền thông tin vào trong cái tờ điền đáp án của mình. Đấy, tổng thời gian là 40 phút. Tất cả tổng thời gian làm bài là 40 phút. Đấy, vậy thì chúng mình sẽ có thể đặt đồng hồ đếm ngược 40 phút để làm ha. Sau khi điền xong thông tin chúng mình ấn tiếp thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt làm. Đầu tiên là phần nghe đúng không? Ở đây thì các bạn đã thấy có một file nghe. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào đây giúp cô và ấn vào chữ YouTube để nó sang một cái link YouTube và mình sẽ nghe bài này ở trên YouTube ha. Đấy, thì đây là file nghe YouTube, chúng mình sẽ ấn lên để nghe và chúng mình sẽ nghe trong vòng 15 phút. Đấy, cái file bên này, tab bên này mình cứ để ha để nghe. Còn mình lại quay lại bên này, mình quay lại cái tab bên này để làm bài. Đó. Đấy, phần đầu tiên của phần nghe. Vì khi mà ở dưới, khi mà mình làm hết câu mình ấn sang phần khác nó sẽ mất file nghe nên chúng mình mới phải ấn sang bên tab khác để nghe. Đấy, đầu tiên là nghe thì phần thứ nhất của nghe này có từ câu 1 đến câu 5. Câu 1 đến câu 5 là điền đúng sai. Đấy, chúng mình thấy không? Ở đây có bức tranh. Và mình nhìn xem cái bức tranh này nó có giống với cái file nghe người ta nói hay không. Nếu mà giống thì mình ấn đúng, còn nếu không giống thì mình sẽ ấn sai. Thì đây phần này có 5 câu. Tiếp theo là từ câu số 6 đến câu số 10. Đây người ta cho ba bức tranh ABC. Với câu 6 này người ta cho ba bức tranh ABC đấy. Và mình nghe xem câu 6 người ta nói cái gì. Đấy, phù hợp với bức tranh nào thì mình sẽ tích vào đáp án phù hợp với bức tranh đó. Đó là từ câu 6 đến câu 10. Đó. Tiếp theo đến phần 3 của phần nghe này. Phần 3 của phần nghe thì người ta từ câu 11 đến câu 15 người ta cho mình 6 bức tranh, trong đó một bức tranh là của ví dụ. Đấy, còn 5 bức tranh là mình phải làm. Đấy, người ta cho đáp án từ A, B, C, D, E, F. Thì mình xem ví dụ câu 11 này xem người ta nói phù hợp với bức tranh nào thì mình sẽ điền cái đáp án đấy. Ví dụ như là câu 11 đúng không? Thấy bức tranh có con mèo, người ta nói đến con mèo thì mình biết đây là đáp án D và mình tích vào. Đấy, đó là từ câu số 11 đến câu số 15. Tiếp theo câu 16 này. Phần 4, 4, 5 câu cuối cùng của phần 4 này. Đấy, người ta sẽ có một đoạn hội thoại ngắn. Thì khi mà người ta nói xong thì người ta sẽ đưa ra câu hỏi và mình sẽ chọn cái đáp án phù hợp với câu hỏi người ta đưa ra. Đó là từ câu 16 đến câu 20. Đó là phần nghe. Sau khi làm xong phần nghe thì mình sẽ ấn nút tiếp để sang phần đọc. Phần thứ nhất của đọc thì mình cũng sẽ chọn đúng sai, mình nhìn vào bức tranh để xem có giống với cái chữ ở trên đây người ta viết không. Mình thấy bạn này đang viết và trên này là từ xỉa đúng không ạ? Thì mình sẽ ấn vào đáp án đúng. Còn câu nào mà sai thì mình sẽ không giống với bức tranh, cái từ này không giống với bức tranh thì mình sẽ chọn là sai. Tiếp theo ha. Tiếp theo là phần thứ hai của phần đọc. Đấy, người ta sẽ cho 6 cái bức tranh như này thì một bức tranh là người ta lấy làm ví dụ rồi, còn 5 bức tranh mình sẽ phải điền xem là cái câu người ta đưa ra này giống với bức tranh nào thì mình sẽ điền đáp án đó. Tiếp theo là phần 3. Phần 3 thì người ta hỏi câu nào thì mình sẽ tìm một câu trả lời phù hợp. Mình sẽ tìm câu A, B, C, D, E.
xem câu nào phù hợp với câu hỏi trên thì mình sẽ tích vào đáp án đó. Còn phần tiếp theo, phần 4 cuối cùng của phần đọc, mình sẽ điền từ vào chỗ trống. À, mình xem từ còn trống ở đây phù hợp với từ nào của các đáp án ở dưới thì mình sẽ tích vào. Và thì đó là phần cuối của phần đọc. Và sau khi mình làm xong thì mình sẽ ấn vào nút gửi. À, thì đáp án của mình sẽ được gửi đến cái Google biểu mẫu của các thầy cô. Và sau khi gửi xong thì mình cũng có thể xem được xem điểm số của mình ở đây. À, thì đấy chính là cái việc chúng mình sẽ làm bài HAK4 và xin lỗi HAK1, và sau khi làm xong thì mình cũng có điểm số luôn như thế này. Đấy, nếu mà mình làm đúng hết thì cái tổng số điểm của mình ở đây, à, bài thi khi mình thi thì nó là 200 điểm. Ở đây đang để là 20.000 đúng không ạ? Nó tương đương với 200 điểm của bài thi thật. Đấy, thì đó chính là bài kiểm tra 2K1. Chúng mình sẽ biết được là sau cái hành trình vừa rồi thì cái chất lượng, đấy, cái năng lực của mình đến đâu, đầu ra của mình là 2K1 thì nó sẽ thể hiện được số điểm của mình sẽ là mình đã đạt hay không. Ví dụ đây là điểm tối đa chẳng hạn, thì mình thấy là mình đã rất rất chắc chắn cái trình độ 1 rồi đúng không ạ? Đấy, thì đó là cách thức mà chúng mình làm cái bài kiểm tra trong đường link này ha. Thì chúc các bạn sẽ ôn tập và làm bài kiểm tra thật tốt. Con xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha. Tạm biệt cả nhà. Ta cha, cha chiên hả?